Một ngày mùa đã đến, nắng hay mưa, luôn thơm ngát hương hoa. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này vun mãi ấm thêm vui, khắp muôn nơi rộn rã vang tiếng cười. Vui ngày mới, gia đình bên nhau, yêu thương chưa tràn đầy, nào cùng hòa vang câu ca. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Và cảm ơn nhãn hàng Shop nước giặt trắng sạch ngát hương hoa ngày gì mưa nắng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và thưa bà con, hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình này để cùng chào đón ba gia đình. Họ sẽ trổ tài thi thố cùng với nhau. Và hy vọng rằng các gia đình khi đến với Vợ Tôi Là Số 1 sẽ mang về thật nhiều niềm vui cũng như là nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ làm quen với gia đình đầu tiên đến từ Vĩnh Long. Xin chào chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Xin chào anh Đại Nghĩa. Tôi tên là Nguyễn Mạnh Thu Thủy. Hiện là công nhân viên, còn ông xã tôi là tên là Võ Tuấn Hưng, hiện là giáo viên. Hai vợ chồng thì gặp nhau là lúc mà còn đi học. Em là em học thể dục theo nhạc, rồi khi mà về nhà trọ thì em không có nhạc để tập, thì em bắt ông xã của em lúc đó là hát cho em tập. Nhưng mà rồi sau này nè, mình còn tập thể dục không? Mình còn kêu ông hát cho mình tập không em? Dạ lỡ kêu một lần rồi thôi, biết ông hát không hay rồi thôi không kém kêu nữa. Cảm ơn em, một cái câu chuyện rất là dễ thương. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với gia đình số 2 đến từ Đồng Tháp. Chào anh Đại Nghĩa, em tên là Lê Thị Thu Trinh. Còn đây là chồng em Lê Văn Nghiệp Tăng, tụi em làm nghề giáo viên. Hiện nay bây giờ mình có đến trường mình dạy trực tiếp cho em hay là mình vẫn dạy online? Em vừa dạy trực tiếp vừa dạy online, anh dạy cho những bé chưa có điện thoại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với gia đình số 3 đến từ Vĩnh Long. Xin chào Đại Nghĩa và hai đứa bạn cùng chơi. Em tên là Thu Hường, công việc của em là nội trợ. Đây là ông xã của em, Lập Nhân, hiện tại em đang buôn bán. Buôn bán cái gì Nhân ơi? Dạ kinh doanh quán hải sản đúng không? Hai vợ chồng gặp nhau ở trong quán cà phê. Lại quán vô tình em thấy vợ em. Sau đó là tụi em là kết nối với nhau, là quen nhau luôn, rồi yêu nhau luôn. Dạ. Chúc mừng em, gia đình trẻ hạnh phúc. Đó là ba gia đình của ngày hôm nay, thưa bà con. Chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên có tên là Khởi Động. Đầu tiên sẽ là gia đình của Thu Thủy và Tuấn Hưng. Câu số 1. Ấn tượng đầu tiên của vợ khi gặp chồng là gì? Ít nói. Còn Thủy, đáp án của em là gì? Ít nói, khó chịu, trùng khớp cái vụ ít nói. Câu số 2. Món quà đáng nhớ nhất mà chồng từng tặng vợ khi hẹn hò. Không nhớ. Bên không có trùng khớp. Thủy với Thủy, bộ trong lúc hẹn hò mình ít được nhận quà lắm ha em? Sau này gần đám cưới luôn hay gì á mới có, chứ còn lúc mà quá quen là anh không có tặng gì cho em chứ. Chắc ăn với tặng anh ơi. Chắc ăn với tặng anh ơi. Chắc ăn với tặng hả? Ăn với tặng. Trời ơi, ông này ông tính kỹ dễ sợ. Hành động lãng mạn nhất mà chồng từng làm cho vợ khi hẹn hò thì chắc không có quá. Thấy chưa, tôi biết mà. Không có, không nhớ. Và mình có 3 câu trùng khớp với nhau, 1.500 điểm, xin chúc mừng. Tiếp theo, gia đình của Tú Trinh nè. Câu hỏi số 1. Hai vợ chồng quen biết nhau vào dịp gì? 20 tháng 11, trùng khớp. Tiếp câu số 2. Sau bao lâu theo đuổi thì chồng được vợ bật đèn xanh? Đáp án là 5 tháng, trùng khớp. Câu số 3. Lần hẹn hò nào mà hai vợ chồng nhớ nhất? Ở công viên, trùng khớp. Đó thì anh cũng hiện ra xong rồi hai đứa nói chuyện qua lại, cái tự nhiên anh hôn em. Em bắt em quay qua em tát anh một cái. Em quay qua em tát anh một cái. Lúc đó anh cũng đi công chuyện xa mấy ngày mới về, anh nhớ anh. Rồi lúc bị tát cái cảm giác làm sao? Tỉnh với nó tỉnh rồi này, hơi cái đó quên rồi. Bị tán cái tỉnh hồn. Và gia đình mình có 3 câu trùng khớp, 1.500 điểm. Gia đình của Lập Nhân với Thu Hường. Câu số 1. Địa điểm gặp mặt lần đầu của hai vợ chồng là ở đâu? Quán cà phê, trùng khớp. Mà giờ mình còn ra quán đó mình ngồi đúng không em? Quán đó dễ thể. Quán đó dễ thể. Quán dẹp cả anh ơi. Câu số 2. Hành động theo đuổi của chồng sau lần gặp gỡ đó là gì? Đáp án là nhắn tin xin số điện thoại, nhắn tin Facebook, trùng khớp. Câu số 3 nha. Câu tỏ tình mà chồng nói với vợ là gì? Anh yêu em làm bạn gái anh nha. Rồi khi ông nói cái câu đó mình sao em? Rụng rời không? Dạ rụng rời. Nhà mình có 3 câu trùng khớp, 1.500 điểm, chúc mừng em.
Thưa bà con, như vậy là với ba gia đình này, nhà nào cũng sẽ nhận được số điểm tối đa là 1.500 điểm. Mỗi nhà mình đều sẽ có một cơ hội để đến với vòng quay may mắn. Bắt đầu từ gia đình số 1 nha. Rất tiếc là bạn không nhận được quà tặng từ chương trình. Tiếp theo, xin mời gia đình Tú Trinh. Tiếc là mình không nhận được quà tặng từ chương trình. Và cuối cùng, gia đình của Thu Hường. Chúc mừng Hường đã nhận được quà tặng là một cái nồi áp suất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, vòng thi mang tên Tâm Đầu Ý Hợp. Đầu tiên sẽ là gia đình của Tú Trinh tham gia vòng này trước nè. Chủ đề dành cho nhà mình đó là chủ đề nấu nướng. Và bây giờ thời gian dành cho nhà em bắt đầu. Rồi, có hai từ. Đây là hành động. Chính xác. Rồi, cái này là sợi. Sắc sợi. Chính xác. Hai từ. Tự nấu á, đeo cái gì trước ngực? Đúng rồi. Bạch dê. Chính xác. Chỗ này có hai từ. Trước khi mình nấu, mình cần làm gì? Mình để gia vị vô mặt. Tắm ướp. Rồi, có bốn từ. Đây là thành ngữ. Gạo mình nấu thành gì? Cơm. Cơm kho nhãn bở. Không đúng. Trái ngược với ác. Thiện. Không phải. Mình rau mình để nấu gì? Canh. Đúng. Canh mình, canh thiền. Bỏ qua đi, quên lại từ kia. Đây là cá không phải mà kho cũng phải. Không phải là nấu canh mà để cá vô cái xào. Không phải. Cá lóc, ta có cá lóc nướng nè, rồi cá lóc gì nữa? Hấp. Ừ. Nước mình còn gọi hán gì từ gì nè? Thủy. Hấp có thủy. Chính xác. Còn 10 giây cuối cùng. Trở lại cái từ nãy có 4 từ. Trái với hiền. Trái với ác. Trái với ác mình thiện. Không phải, không phải. Rau mình nấu gọi là hết gì? Hết giờ. Như vậy là nhà mình được 4 từ khóa, mang về cho nhà mình 2.000 điểm. Tiếp theo, gia đình của Hường, chủ đề làm đẹp. Thời gian bắt đầu. Buổi tối chúng ta đi ngủ. Làm gì? Kem. Không phải. Dưỡng da. Rồi đúng rồi. Lúc này đi đẹp về, bắt ốc xong về em về. Tẩy trang. Đúng rồi. Em đi hay đi làm đẹp đó. Là làm cái gì? Chăm sóc da. Không phải. Ba. Đúng từ cuối. Ta đắp cái gì lên em? Ta đắp cái gì lên? Thôi mặt nạ đúng rồi. Thường thường người ta đi du lịch, ta đi biển. Những mấy chị phụ nữ người ta hay làm cái gì? Bao gì? Kem chống nắng. Rồi đúng rồi. Con hay làm gì? Trên phố tập. Vẽ. Mà ta ăn bút chanh vô cái gì? Tô. Thôi. Em đi nha, em đi... Tô xong. Rồi. 10 giây nữa. Tô xong. Thi xong người cô làm cái gì? Chấm điểm. Bốn từ. Tô xong. Con giáo viết gì? Con giáo viết gì? Không. Rồi. Ba. Không. Hai. Một. Hết giờ. 4 từ. Được 2.000 điểm. Chúc mừng em. Rồi giờ cuối cùng này, nhà của Thu Thủy với Tuấn Hưng nè. Chủ đề của mình là chủ đề công việc. Thời gian bắt đầu. Hai từ. Công việc của em là làm ở đâu? Làm văn phòng. Rồi đúng rồi. Hai từ. Làm thêm vợ ta gọi là gì? Ca. Đúng rồi. Chính xác. Hai từ. Anh là giáo viên và người kia cùng với anh là giáo viên thì hai người ta. Đúng rồi. Ba từ. Làm việc ngày 8 tiếng đó là gì? Ba từ. Đồng hồ hành chính. Giờ hành chính. Bốn từ. Từ thứ hai nghiệp gì đo gì đồ. Từ cuối cùng tôm gì không? Tề Thiên gọi là gì, tôm gì không? Đồ. Đúng rồi. Là được từ thứ hai là từ cuối cùng rồi. Chế độ là ngộ. Chế độ đãi ngộ. Chính xác. Và nhà mình đoán được tất cả là 5 từ khóa và mang về 2.500 điểm. Chúc mừng. Và gia đình Thủy sẽ có cơ hội đến với vòng quay may mắn. Xin chúc mừng. Gia đình của mình sẽ nhận được phần quà tặng là một cái quạt máy. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3, Đồng lòng vượt khó. Đứng từ đầu đến giờ, hơi đói bụng một chút xíu, cho nên đang thèm ăn một cái món ăn gì đó. Cho nên là muốn nhờ đến ba gia đình hãy giúp cho Đại Nghĩa đi tìm những nguyên liệu có thể làm được những món ăn này. Và một lần á, chúng ta sẽ đi tìm những nguyên liệu cho một cái món gì đó mà Nghĩa yêu cầu. Nếu mà vừa về sớm nhất mà vừa đủ nguyên liệu nhất thì đương nhiên nhà đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ mời cả ba gia đình lắng nghe yêu cầu của anh đây. Thèm món mì gói trứng. Và trong món mì gói trứng này
anh cần phải có nè: mì gói, trứng gà, nước tương và hai trái chanh. Bắt đầu. Không còn một bóng người luôn quý vị. Dạ xong. Xong. Dạ xong. Gia đình của Thủy về trước, gia đình của Hường về nhì, và cuối cùng là gia đình của Trinh. Thủy ơi, giơ lên anh coi nha. Thủy, mì gói, trứng, nước tương, à cái chai đó đó, hai trái chanh, đủ hai trái chanh luôn, ngon lành nha. Tiếp theo Hường, mì gói. Dạ. Trứng. Dạ đây. Hai nước, nước tương, nước tương. Hai trái chanh. Cái tô đũa muỗng luôn anh. Trời ơi, bên này còn khuyến mãi luôn cái tô đũa muỗng luôn vậy đó. Rồi cuối cùng nè là Tú Trinh nè. Trứng, nước tương, hai cái chanh. Ok. Rồi bây giờ đó là món đầu tiên. Nhưng ở cái món thứ hai này, anh muốn ba ông chồng đi thôi. Mọi người nghe đây. Nguyên liệu để làm ra món nước mắm tỏi ớt gồm có: nước mắm, đường, bột ngọt, hai củ tỏi, 5 trái ớt, 1 trái chanh. Bắt đầu. Nhớ không? Nhớ không? Phải nhớ nha, phải lấy đủ nha. 2 củ tỏi, 5 trái chanh. 5 trái chanh. Rồi, đủ rồi anh ơi. Rồi đủ, gia đình của Hường về trước. Tiếp theo, gia đình của Trinh về nhì, gia đình của Thủy về ba. Hường ơi, nước mắm đâu? Nước mắm có, nước mắm. Đường. Đường. Bột ngọt. Ngọt. Rồi. 2 củ tỏi, 5 trái ớt. Ba chứ. Vậy là không được. Vậy là không có được. Tại anh yêu cầu 5 trái ớt lần mà. Rồi 1 trái chanh đâu? Có. Rồi. Giờ nhì là Trinh nè. Nước mắm đâu? Đường. Bột ngọt. 2 củ tỏi, 5 trái ớt. Anh lấy có 2 trái hả? Bây giờ thiếu nhiều hơn nữa. Rồi, 1 trái chanh. Rồi, để đó tạm thời. Bây giờ nè Thủy ơi, nhà em mà đầy đủ chanh tỏi ớt là coi như nhà em thắng đó nha Thủy. Nước mắm, đường, bột ngọt, 2 củ tỏi, 5 trái ớt. 5 trái luôn. Mấy trái? Dạ 5. Dạ 5. 5 trái ớt, trời ơi ngon lành. 1 trái chanh có không? Dạ có. Tuyệt vời. Đây, nhà người ta về sau cùng, nhưng mà được cái nhà ta mang về đầy đủ nguyên liệu. Tôi thèm ăn tới 5 trái ớt lận. Nhà bên đây đưa có 3 trái, nhà bên kia đưa có 2 trái. Ở cái lượt thứ hai này thì người chiến thắng là gia đình của Thủy. Hai nhà còn lại là về nhì. Và lượt thứ ba là lượt cuối cùng. Mình ăn xong rồi phải uống chút nước gì đó. Và anh muốn uống trà. Chú ý nghe cho kỹ nha. Ấm siêu tốc, trà, bộ bình cộng với 3 tách trà. Bắt đầu. 3 tách trà nha. 3 tách trà nha, 1 cái bình. Đi vô lượt đi rồi hả chứ. Rồi, nhà Trinh dạ về xong. Trước dạ. Nhà Thủy về nhì. Dạ xong rồi anh nghĩa. Ờ, em về cuối đó Hường. Anh kiểm tra gia đình của Trinh trước nè. Ấm siêu tóc đâu? Dạ. Trà đâu? Rồi, bình trà đâu? 3 cái tách. Đủ 3 cái. Đủ 3 cái, ngon lành, chúc mừng em. Về nhì là gia đình của Thủy nè. Ấm siêu tóc, trà, 3 cái tách, đầy đủ, cảm ơn em. Tiếp theo Hường, ấm siêu tóc. Dạ. Trà. Dạ đây. Bình. 3 cái tách. 3 cái tách tử. Ba nhà mang về đầy đủ ha. À, và lần này thì Trinh là về trước, về nhì là Thủy và cuối cùng sẽ là Hường. Nhưng mà tổng kết 3 lượt, người chiến thắng ở vòng này đó là gia đình của Thủy với 2 lượt giành chiến thắng. Về nhì sẽ là gia đình của Trinh và cuối cùng sẽ là gia đình của Hường. Và vì vậy nhận được 2.000 điểm đó là gia đình của Thủy, và 1.500 điểm là gia đình của Tú Trinh, và nhận 1.000 điểm thuộc về gia đình của Hường. Gia đình của Thủy, em sẽ được đến với vòng quay may mắn thêm một lần nữa. Thủy sẽ nhận được quà tặng là một cái nồi cơm điện. Kết thúc 3 vòng thi, điểm số các gia đình như sau: gia đình của Thu Thủy được 6.000 điểm, chúc mừng em. Gia đình của Tú Trinh 5.000 điểm, chúc mừng. Và gia đình của Thu Hường 4.500 điểm.
Như vậy là chúng ta sẽ tạm chia tay gia đình của Hường tại đây. Các em sẽ có một cái phần quà trị giá là 4.500.000 đồng. Hai gia đình còn lại sẽ bước vào vòng cuối cùng mang tên Vợ Tôi Là Số 1. Câu số 1, chủ đề mẹo vặt. Khi chọn cà rốt nên chọn củ có nhiều vết nứt trên bề mặt sẽ ngon hơn, là đúng hay sai? Mời gia đình của Thủy. Dạ em trả lời là sai ạ. Đây là đáp án chính xác. Câu số 2, chủ đề thưởng thức. Tập thể dục trước bữa sáng hay sau bữa tối sẽ giảm cân hiệu quả hơn? Nhà Thủy đã giơ tay. Dạ sau bữa tối. Em chọn đáp án là sau bữa tối. Đây là đáp án không chính xác. Thời gian đốt mỡ tốt nhất trong ngày đó là trước bữa sáng á. Câu số 3, chủ đề dinh dưỡng. Ăn nhiều thịt sẽ gây khát nước hay mệt mỏi? Trên mời em. Em nghĩ là cả hai luôn anh. Chính xác, chúc mừng em. Nhanh gọn lẹ, đó là cả hai. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu số 4. Câu này chủ đề về đặc sản. Có ai muốn đặt cược phân nửa không? Thủy cược phân nửa ha. Rồi. Tỉnh nào sau đây có món chuột đồng nổi tiếng nhất? Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp. Mời Thủy. Dạ ở Đồng Tháp. Tại vì em nhớ em có coi một cái chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long gì nói về món đó. Đúng rồi, đó là tỉnh Đồng Tháp, chúc mừng em. Câu số 5, câu cuối cùng. Và câu này thì chỉ còn một gia đình của Trinh là được quyền đặt cược phân nửa thôi. Đặt cược nha. Đây là câu hỏi đến từ nhà tài trợ Shop. Chủ đề làm bánh. Cho các nguyên liệu sau: nước cốt dừa, bột năng, bột nở, trứng gà. Với mỗi loại nguyên liệu, hãy nêu tên các loại bánh tương ứng có sử dụng nguyên liệu đó. Chúng ta sẽ ghi vào giấy nha. Và nếu như nhà nào mà thấy rằng là mình có đáp án nhiều hơn, tự tin như thế, thì mình sẽ giơ tay để giành quyền trả lời. Rất nhiều món bánh làm từ bột năng, bột nở cũng vậy, trứng gà cũng vậy. Trinh giơ tay trước, mời em. Rồi, có nước cốt dừa gồm có là bánh xèo, bánh khọt, bánh bò, bánh da lợn. Bốn. Cái bột năng á thì mình có thể là và có thể làm bánh canh được anh. Và bánh bột lọc, bột nở thì mình làm bánh tiêu, bánh tay yến. Bánh tiêu, bánh tay yến. Trứng gà thì em làm bánh lăng, bánh bông lan. Bánh lăng, bánh lan trung thu, có bánh trung thu nữa ha. Dạ, hồi nãy em có ghi chè, em hiểu nhầm á. Chè, cái... bánh xèo nè, bánh khọt, biết bánh rồi. Tiêu, bánh tay yến. Rồi. Dạ. Bây giờ Thủy ơi, nhà mình có đáp án không em? Em không giơ tay lên đúng không? Trời ơi, mừng quá Trinh ơi. Và như vậy là với câu hỏi này, Tú Trinh, em đã chiến thắng, chúc mừng em. Sau 4 vòng thi, điểm số các gia đình như sau: gia đình của Thủy được 9.000 điểm, gia đình của Tú Trinh với một phần chiến thắng ở trong câu hỏi số 5 vừa rồi cũng đã vượt lên điểm số là 9.000 điểm, chúc mừng. Như vậy là cả hai gia đình có điểm số ngang bằng nhau là 9.000 điểm. Vì vậy chúng ta sẽ có thêm một câu hỏi phụ nữa để phân định thắng thua. Và câu hỏi này sẽ không tính điểm, nhưng mà nó sẽ là quyết định gia đình nào là gia đình giành chiến thắng. Câu hỏi như sau. Dạ. Ức gà hay đùi gà có lợi cho sức khỏe hơn? Mời Trinh. Dạ em nghĩ hai cái đó không có lợi cho sức khỏe. Nói chung là thịt là nó có sẽ có nhiều protein nên mình ăn nhiều quá thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Đương nhiên nên ăn nhiều quá thì sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng mà nếu ăn vừa đủ vừa phải chừng mực thì nó cũng sẽ có lợi cho sức khỏe của mình chứ. Vì thế cho nên cái câu hỏi này Trinh ơi em đã trả lời không chính xác. Với ức gà và đùi gà thì ức gà thì sẽ có lợi cho sức khỏe hơn em nha. Và như vậy chúc mừng gia đình của Thủy, em sẽ là gia đình chiến thắng cuối cùng trong Vợ Tôi Là Số 1 của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần chiếc cân vui nhộn dành cho gia đình của Thủy. Và như vậy là số lượng sản phẩm shop mà mình có được đó là 55kg. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại gia đình của Thu Hường trước khi chúng ta chào tạm biệt quý vị khán giả. Thưa bà con, kết thúc chương trình ngày hôm nay, về nhất là gia đình của Thu Thủy với giải thưởng trị giá là 9.000.000 đồng, xin chúc mừng. Về nhì là gia đình của Tú Trinh với giải thưởng cũng là 9.000.000 đồng. Và cuối cùng là gia đình của Thu Hường với giải thưởng là 4.500.000 đồng.
Cảm ơn tất cả ba gia đã đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay. Và cảm ơn nhãn hàng Shop nước giặt trắng sạch ngát hương hoa ngày gì mưa nắng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và thưa bà con cô bác, tuần sau vào lúc 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này nha. Và chương trình của chúng tôi còn được phát lại vào ngày hôm sau lúc 16:00 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại. Bà con ơi, có vui không nào? Chương trình này thật vui quá, trò chơi này rất hay.